đã tranh tìm một sinh VAE từ lý muối để kể chặt tộc thà trên một sinh muối không thông một sinh tài bên sinh lệnh vì ruột trên kênh lần lộn. Một sinh muối này thêm thằng ai thua ai rụt dân đai bóng bẹo viên miền sống tù phí xôn tầng mà rối. Trong tay bây chụp bì vị này tì tài bằng nó, nâng miền lực bường cầm bú rô hô tất đo bây rồi mà phây pram km khăn ông mưu màu. Hãy ní cứ chia Ferrari buôn pram pram bay Italia, trả cổ trong cơ kê bóng ác rô bó Ferrari để bàm bóng bẹo nơi mà sinh Naturally Aspirated V8. Đại vì miền này thà rụt dân đai tâm nà ca đòi cả xâm nó xạ xọp dinosaur muối ni vì nâng bật cho mốc chi muối nâng ca đạch bút đôi chia dinosaur chẳng đai nơi bật màn chân khăn mục tiết. Chẳng hai bà sân chỉ thằng ngày ni, admin lập mình xong mọi bóng trái lên xây lan bóng là gì một review tốt ai con trai trong nón cao ai bàn mơ nụ tê vì bật chỉ rưỡng môi đai của ai sau sẽ đai mẹn tên. Sống ở con tật đầu mà chạy mình đưa thay ra xa xong rõ diễn dốn, Classic Auto Rep nâng khá pro để bàn sponsor nơi video mới ni. Classic Auto Rep miền nơi xì và cam đôi chia, cả bật scot rõ dốn tiền khăn ông nâng khẳng cao để mình lại cái nạp phí xe nó cứ phiếp trước bàn cắt rồi chỉ sạch chỉ mùi nâng mà xin xoay bảo vật để thuở vía miền kèm xa ạt lò, nâng mình miền ca do nơi rõ bỏ một sửu để ai thuở ở bạc bó tất đo tất nam rõ bỏ rõ dốn lại. Chỉ phí xe nó cứ muốn nâng thuở cả bật phim dường cầm miền nơi ca Poly Paint Correction chỉ mùi nâng bật Paul khá pro. Đã chia bật Paul con hợp hiệu cấp bù là bấy chú mùi chữ ăn trả chết phóng đai để thuở ở tất nam dân dân rõ bỏ ở lúc nè, khi miền xa nam cốt nâng phá lưu rõ lồn có miền hơi và cam liên xâm át, bọc bụng liên mà xin. Paint Correction, Poly Coating, Steam cầm chạp bạc trí nâng mê rộ phóng đài. Chẳng xâm rạp bóng phóng để chọn bàn hơi sử và cam thay rạ xa dân dân. Đài bạc cọp tại đài côn hợp hiếp xông công phích tâm nẹ thầm nông chỉ mùi nâng mà chạm đồ thay rạ xa xâm rõ dân dân Classic Auto Rep nâng khá pro khem bộ đìa. Ferrari 458 Italia trở bàn phần mốc đã bây chùm nô nơi đầm nành Ferrari F403 đại viết cứ chia rụt dân thuyền P mà xin gắn đàl. Mà xin rụt bỏ viên nơi khẳng cao men, tại mà xin nít trở bàn đạn nơi trong trần lo gắn đàl còn kháng mục nâng còn kháng cao nhưng chẳng bà kết tạm cả tạo vị trí tới viết bất chia nơi trong gắn đàl men nâng trở bàn phần nơi cầm lông cho năm P.Dop đo cho năm P.Dop Ram. Bất tử vì chia rụt dân phần không cho năm P.Dop chiếng men, tại vì cứ chia rụt dân đã design nâng phần mốc đòi Italy để mình này tha xâm rõ rụt bỏ viên nâng mình bắt bóng ta mà dụ ca nô tê, đôi khi nên nâng rụt cùng nữ Mona Lisa chẳng đài. Đối xa thêm một hạn này hai, từ bàn viên khai từ chia rụt dân đã lộ đại bóng phót khăn ông Provata xa rụt bỏ Ferrari. Xâm rắp các design khẳng cao, nửa bê để khăn ông khơi viên phim nó cứ vào viên bật chỉ sát mến tên. So very for so nice, number one, yes. Nơi phần khẳng mốc này rụt dân cứ bàn bóng PMI chỉ mùi đầm bồn khẳng mốc đại miền riêng sở lôn. Riêng một nít trái bàn kia sắc xa dàng mặt chất nơi lùm hồ cháu đại miền ẩm bơ lời rụt dân. Càng khẳng mốc đại design thơm ấy, miền rôn chùm hò dàng thông nơi trăm khẳng đà là copy một đèn môn môn. Chẳng kiếng thăm ấy đẹp cô màu đại ẩm bố rẻ nan nâng LED chùm nôn mà phải crop bên chân phần lưu dàng sọ sát. Tôi về nhà lại, bốc chi mới nó cần chọn một đài trên một cao mở tờ vì bộ bên trái đoài ẩm nay tôi bây chỉ không nên xạ vẹn cả đoài. Cái này dây tham mà nụ xa đây đài xa bóng phót cứ miền vấy lớp bi mà phải bàm chân nằm. Tại xâm rạp Ferrari 4.5.7 vinh cứ mình chăm bạch miền vấy đo mà phải bàm chân nằm nụ tê. Bước thân ở đây để dừng xâm lắng mơ phần này kháng cao rồi bỏ rụt dân mới ni rụt hiệp đài bộ bình tại đài ẩm nát các trái ban chùm nô màu vinh đài rụt riêng đài cuối tẹ tiền. Copy rụt riêng nơi kháng mốc đài mình lại khả nạc đang sở lôn. Nơi kháng cao cứ mình rụt riêng mùa cơ đâm gồm bong đôi cho vầy mì giang đài thuở khí nhóm chân tài dọt này từ lúc chạm một review. Các bí trật kiện sai đó sạch xì để bán lên màn thaym chú mùi nâng cầm rộp sang Capristo đâm lại 520 đô la. Càng cao ní cứ trái bán cho mọi chú mùi nâng stop bí để mơ tơ đôi chú stop Ferrari là Ferrari chẳng đài. Đói xa tép này kháng khăn ông block machine khám mê machine trật chạy tê. Đôi thì hai tớ bán chia cầm rộp machine cả đôi chú càng kháng cao rộp bảo viên trái bán cho nơi rôn trầm hò chú tràn. Cả đôi chú xì máng đài miên nơi rôn bay đi sáng mộc đòi sạc xa nhàng chú bác lo xâm rạp bông phê cầm đáy. Đài chanh bí xe chiên 570 vì ca sở máy robot phiên in Parina nơi cảm ca sạc xa aerodynamic dành dụng chất tốc đạc vì vì sạc có robot Ferrari. Bước thay rụt riêng đai mình sẽ át nâng rụt riêng đai mình phát đoàn nơi côn xâm bát xâm rạp performance robot rồi dẫn cứ Ferrari mình phát lật nụ tê. Bước thay Ferrari cứ chia chiêm cho nẹ bảo nàng diễn dụng. Chẳng hai ban chuyển nơi cổ rôn tiếng ơ đai miền nơi lưu tù rụt dụng mùi ní cứ sốt tay miền nơi mộng nghe robot vi riêng riêng luôn. Đối chi rôn chấm hò pi nơi chất cần kia kháng mộng chân cứ vì miền tù nơi tí xâm rạp bằng vai lùm hồ cháu ở trên tờ tam rôn thang cao chân kiêng đai vì chùi cắt bằng thoi nơi lập bươn rôn hồ cháu đai miền lớn thứ bốn rồi dân kháng mộc vì chui ở rồi dân rồi bò dân can tại miền lầm nắng nơi bể bạc bò lấm ót thật đại logo rụp xe nơi lớn thứ bốn đại miền nằm lai mùi bòn pram rói pai sấp pram pi đờ la mình thèm chấm nay run cho thông thông pi nơi kháng mộc cứ xâm nhập mình cho cầm đá tắt sấm rồi bò mà xin
mới chỉ mùi nâng xa lạp bì đài bật chì ọ cha mẹn tên, đại xa thờ viết băng phật bì aerolastic material. Nơi bếp đây là bươn lươn xa lạp bì ni vì nâng cao cho khrom. Đại vì ban chui cắt bằng thoi nơi cà ràng xe, nơi xa lạp châu tự xa ôm khăn ông ra giả tờ. Hai xâm rạp rung xa tiền bì đài nơi khẳng cao ni vinh, cứ xâm rạp bình cho khổng đáy bình bảo áp lịch. Tại nơi bếp đề xa lạp hồ chô tư bình cho khổng đáy xa ôm bình bảo áp lịch, xa lạp đáy nâng chênh mô khai vinh tạm rung chùm hò tiền bì nơi khẳng cao ni, đài bằng cách chỉ bắt đặt phút mũi đài miên chú tha bê bê effect. Đại vì chui cắt bằng thoi nơi trang cả đôi chìa bằng cách downfall. អររយន្តរបស់យើងប្រៀបដូចជារាវិញមួយដែលគ្មានរូបរាងចឹងມັນខុសពីការលួចឆ្លាញ់គេម្នាក់ឯងប៉ុន្មានដែរការឆ្លាញ់មួយនេះវាមិនមានរូបរាងនោះទេតែវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់នៅពេលដែលយើងឃើញគេស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់អេរ៉ូឌីណាមិកក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមើលទៅវាពិតជាគ្មានស្អីមែនតែវាចេះឥទ្ធិពលលើរថយន្តរបស់យើងក៏មិនធម្មតាផងដែរនៅពេលដែលបើកបរល្បឿនលឿនគ្រាន់តែរុនសម្រាប់គ្រប់ពងខ្យល់ទាំងព
này thì mỗi mỗi nơi lơi rồi bỏ luôn mình thả cá vô và thổ thiệt đam vô mà pra cả đôi chỉ cá chơi rơi nơi ti tăng xâm nhập đạo viên nội tề chịu thì ho đôi chỉ cá đã rung sao tháng pi nơi hàng cao cần chọn nên chân cứ Ferrari cho rẻ xa ở phần này chấm hiên rồi bỏ rồi dồn miền tây rồi lồng sạt rút thả cá na bờ phần này chấm hiên miền rồi chấm ho viên nâng bắp bò tại đó phần này tầm khan bằng port rồi bỏ aerodynamic Ferrari buôn pram pram bay cứ diffuser đại nơi hàng cao nâng rung xâm nhập bên cho công tăng mà xin đai cứ việc tây bản đã nơi ba rồi dồn nơi pe đây là bướm lươn rung xâm nhập bên cho công tăng tiếng ono viên nâng chui bên cho công tăng phong có đôi chỉ chui bớt ở ba rồi dồn rồi bỏ dương up tây nâng play phong chẳng hai ban chỉ pe là bướm lươn dương hơi tha Ferrari bất chỉ hỏi đây khăng mệt tên tại sao máy thay ở là đây mạch steel đây sao tay Ferrari miền phía vây chalat không cả prapra aerodynamic chẳng tụ bay chỉ Ferrari buôn pram pram bay Italia mình ban một pe mau chỉ mùi nâng rear wing cả đôi chỉ spoiler chẳng ngang cả đó cái đây có rồi dồn mùi nít nâng tay bằng cát cầm lăng sừng cát downforce ban rồi hồ tật đo 760 kg ấy nọ đại tour lệ mùi nít cứ viết chân chiếc downforce sờ rộp robot Aventador SV từ tiệt Aventador SV cầm tôi chật ấy nạc mình tôi mình bật tê สำหรับการดีไซน์ในโครงจักรบอสเซมูนีเฟอร์รารีคือบ้านเชลเลอร์ในสัตว์สีอะลูมิเนียมสเปซเฟรมสัตว์สีได้ผลิตม็อกปีการ์ซาบจอบคเนในกำนัดอะลูมิเนียมได้ถวายเวสราหนึ่งรังมอมเชียงรถยนต์ธรรมดาได้ไปช่วยตัดแฮนด์ลิงสัมตุก็โดยจะกัดมันท้อยการสีสังรถบอสรถยนต์จีพีเซนุคืออะลูมิเนียมแต่งอันดูตระบานกดพงได้อัลโกอาได้จีกรมหุ่นแต่มุ้ยได้กดพงในอะลูมิเนียมสำหรับผลิตในมาซินยนต์ฮอตดับบงเกมของอ้อในเลยโลกคือขนมชนะมวยปอนด์ประยังไอ้คอสติ้งพักบ้านอย่างเงี้ยสู้โดยสับไงหนึ่งจังยามตามก่อนเมื่อกี้เราใส่สลังได้ជាមួយនឹងការឌីហ្សាញថ្មីក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅអាលុយមីញ៉ូមពិសេសផងនោះ Ferrari 458គឺមានទម្ងន់សរុបត្រឹមតែជាង1400គីឡូនោះទេនេះបើបូកមកជាមួយនឹងយាន20អ៊ីង Forge Sport Wheel ពណ៌ខ្មៅដែលជា option តម្លៃជាង $5,600បន្ថែមទៀតនោះគឺវាមានទម្ងន់សរុបត្រឹមតែ1485គីឡូតែប៉ុណ្ណោះដែលវាមានន័យថារថយន្ត Sport ដែលប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីន V8 មួយនេះគឺគីឡូរបស់វាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងគីឡូរបស់ Camry Balen 02ដែលមានម៉ាស៊ីន4តែប៉ុណ្ណោះនិយាយពីម៉ាស៊ីនដែលពោពេញទៅដោយ Carbon Fiberដែលជា option តម្លៃ $17,868 របស់សេះពណ៌លឿងនេះវិញគឺវាគឺជាស្នាដៃមួយដែលពិតជាអស្ចារ្យមែនទែននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយានយន្តគឺវាបានឈ្នះនៅពានរង្វាន់ Best Performance Engine ក៏ដូចជា Best Engine Above 4 Liter រហូតដល់3ដងឯណោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2011 2012និង2014នៅក្នុងកម្មវិធី International Engine of the Year ត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលវិញនៅពេលដែលពិភពលោកយើងនេះជឿថាវាជារឿងមួយដែលមិនអាចទៅរួចសម្រាប់ការផលិតកម្លាំង100 Horsepower ចេញពីចំណុះស៊ីឡាំង1លីត្ររបស់ម៉ាស៊ីន Naturally Aspirated ម៉ាស៊ីនដែលគ្មានជំនួយខ្យល់ពី Turbo ឬក៏ Supercharger ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ1994 Ferrari បានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹង Ferrari F355 ដែលម៉ាស៊ីន V8 របស់វាអាចទាញយកកម្លាំងបាន109សេះឯណោះពីចំណុះស៊ីឡាំង1លីត្រហើយដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍដោយគ្មានឈប់ឈរនៅក្នុងឆ្នាំ2010គឺ Ferrari អាចផលិតម៉ាស៊ីនមួយដែលអាចទាញកម្លាំងបានរហូតដល់127 HP ពីចំណុះស៊ីឡាំង1លីត្រដែលម៉ាស៊ីននោះគឺជាម៉ាស៊ីនដែលកំពុងតែបំពាក់នៅក្នុង Ferrari 458នេះឯងដើម្បីអាចសម្រេចនូវលទ្ធផលដែលល្អដូចនេះ Ferrari បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជា upgrade គ្រឿងបង្គុំជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងម៉ាស៊ីន V8 ចំណុះ 4.5 លីត្រមួយនេះដែលធ្វើឲ្យវាអាចរកបានរហូតដល់ 9000 RPM គឺវាខ្លាំងដោយមិនចាំបាច់ញ៉ាំស្ករគ្រាប់ក្រហមនោះទេដែលគ្រឿងបង្គុំពិសេសទាំងនោះរួមមានដូចជា piston aluminium ដែលកើតចេញពីការសង្កត់ពុំថ្មីដែលខ្លីនឹងបានកូនមកស្រាច់ជាមួយនឹង graphite ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកិតដ៏ពិសេសពិសេសផលិតពី titanium ដែលជួយឲ្យម៉ាស៊ីនមួយនេះអាចរកបានខ្លាំងជាងមុនដោយមិនខូចទ្រង់ទ្រាយ
ព្រោះថាវាមានសភាពរឹងមាំនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់កម្លាំងទឹកជាងមុនដោយសារតែទម្ងន់របស់វាស្រាលដែលគ្រឿងបង្គុំទាំងអស់នោះមិនសូវជាសម្បូរប្រើប្រាស់ប៉ុន្មានទេនៅក្នុងម៉ាស៊ីនកាលជំនាន់នោះបូកមកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសប៉ាប់ដែលកូនមកជាមួយនឹង DLC ជាស្តុកកាបូនដែលរឹងដោយក្របពេជ្រវាលើប្រកាំងជាប្រភេទ Hypercar Porsche 918 McLaren P1 និង LaFerrari វាលើប្រកាំង flat crankshaft វាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងកាន់តែរោបានខ្លាំងជាងមុនដោយសារតែទម្ងន់របស់វាស្រាល ក៏ដូចជាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងមានសម្លេងប្លែកជាងមុន Sport Exhaust Pipe ដោយរថយន្តមួយនេះគឺតម្លៃ $595 ដោយសារតែការបំពាក់នៅប្រព័ន្ធ Direct Injection ដូចនឹង Lamborghini Huracan ដែរ Ferrari បានធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមួយនេះក្លាយជាម៉ាស៊ីនមួយដែលមាន RPM ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើលោកផងដែរនិងអាចបង្កើតកម្លាំងស្របបានរហូតដល់ 570 horsepower ហើយអាចបង្កើតកម្លាំងរមួលបានរហូតដល់ 560 Nm នៅ RPM 6000 RPM គឺវាស្មើគ្នាជាមួយនឹង ម៉ាស៊ីន V10 ចំណុះ 5.2 លីត្រ របស់ Lamborghini Gallardo ព្រមទាំងមាននៅអត្រាស៊ីសាំងត្រឹមតែ 11.7 លីត្រ តែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងរយៈចម្ងាយ 100 គីឡូម៉ែត្រ ត្រឹមតែ ម៉ាស៊ីន ដ៏អស្ចារ្យ Aerodynamic ដ៏ល្អមួយមុខ គឺវាមិនទាន់ គ្រប់គ្រាន់នោះទេ សម្រាប់ការផលិតរន្ធ Spoiler ឲ្យល្អបំផុតមួយ ដូចនេះហើយទើបបានជាវា ត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹង ប្រអប់លេខ 7 វគ្គ Dual Clutch ដែលរយៈពេលក្នុងការបញ្ចូលលេខរបស់វា គឺត្រូវការត្រឹមតែ 50 មីលីសេខេន តែប៉ុណ្ណោះ 1 មីលីសេខេន គឺមានន័យថាវាស្មើនឹង 1 នាទី ចែកនឹង 1000 ដែលវាមានន័យថា 1 មីលីសេខេន គឺល្បឿនរបស់វាលឿនជាង 1 វិនាទី រហូតដល់ 1000 ដង ហើយមួយប្រព្រឹត្តផ្នែករបស់មនុស្ស គឺមានរយៈពេល 400 មីលីសេខេន អញ្ចឹងសម្រាប់ 50 មីលីសេខេន គឺមានន័យថាវាលឿនជាង 1 ប្រព្រឹត្តផ្នែករបស់យើង រហូតដល់ 8 ដងឯ ណោះ កម្លាំងទាំង 550 សេះនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកតាម ប្រអប់លេខពិសេស មួយនេះមកកាន់កង់ក្រោយដែលភ្ជាប់មកស្រេចជាមួយនឹងប៉ុងពិសេស EDIF ដែលបញ្ជាដោយ computer និងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងរបស់ Ferrari ដើម្បីឲ្យអ្នកបើកបរកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅសេះទាំង 570 ក្បាលនេះអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងមិនទាន់ស្ទាត់នោះទេសូមកំសាកល្បងកាច់ប៊ូតុងម៉ូតមកកាន់ ESC-OA ជាមួយនឹង Ferrari 458 វាគឺជា Ferrari ដំបូងគេបង្អស់ដែលទទួលបានការបំពាក់ស្រាប់មកជាមួយនឹង Tha Frank Carbon Ceramic ពីរោងចក្រតែម្ដងដោយមិនបាច់ថែមលុយ លើកលែងតែយើងចង់បាញ់ក្លីប៊ើពណ៌លឿងដូចនេះទើបត្រូវថែម $1,387 បន្ថែមទៀតមិនឈប់ត្រឹមនេះនោះទេ ក្រៅពីថាហ្វ្រាំងកាបូនសេរ៉ាមិចដែលធន់នឹងកម្ដៅក៏ដូចជាស្រាល Ferrari ក៏បានសហការជាមួយនឹង Bosch ក្នុងការបង្កើតនូវប្រព័ន្ធ ហ្វ្រាំង ដែលមាននៅ Pre-fill Function វាដំណើរការនៅពេលដែលអ្នកបើកបរថយជើងចេញពីឈ្នាន់ gear ភ្លាមគឺដុំ ហ្វ្រាំង ABS នឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជាឲ្យស្បែក ហ្វ្រាំង ខំជាមួយនឹងថាសថើថើដោយខ្លួនឯងតែម្ដង ដែលវាជំនួយទៅដល់ការជាន់ ហ្វ្រាំង របស់យើងនៅពេលដែលយើងត្រូវការកម្លាំង ហ្វ្រាំង ភ្លាមៗនោះគឺវាចាប់ផ្ដើមស៊ីភ្លាម តែម្ដង អាយ៉ារវល់តែជក់មាត់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាគឺចិត្តផុតម៉ោងវីដេអូទៅហើយ ក្រៅពីបច្ចេកវិទ្យាដែលសម្រិតសម្រាំងសម្រាប់ជួយដល់អ្នកបើកបរឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងរថយន្ត Ferrari ក៏មិនភ្លេចនោះដែរជាមួយនឹងផាសុកភាពរបស់អ្នកបើកបរ នៅពេលដែលយើងទាញចន្លឹះទ្វារដែលមានរូបរាងខុសប្លែកគេ ក៏ដោយសារតែការសិក្សា Aerodynamic នោះ យើងនឹងឃើញនូវការឌីហ្សាញថ្មីរបស់ Fininfarina ទាំងចង្កូត តាប់ឡូក៏ដូចជាកុងទ័រដែលមានលក្ខណៈទំនើបទាន់សម័យជាងមុន ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយផ្នែកខាងក្នុងនោះគឺ option ដែលមានតម្លៃថ្លៃរបស់វានឹងតែម្ដង ដែល option ទាំងនោះ មានដូចជាកៅអី Carbon Fiber Racing Seat ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ $7,781 បូកមកជាមួយនឹង logo សេះពណ៌លឿងដែលមានតម្លៃ $1,320 នៅខាងក្នុងរថយន្តគឺ ពោពេញទៅដោយ Carbon Fiber តែម្ដង ក៏ដោយសារតែវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹង option Carbon Sport Package ដែលរួមមានចង្កូត LED សុំកុងទ័រ តាប់ឡូ Paddle Assist និង Center Console មានប៊ូតុងត្រឹមតែ 6 គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះ ដែលទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែផលិតចេញពី Carbon Fiber ហើយតម្លៃរបស់ option មួយនេះគឺមានតម្លៃ $13,000 ឯណោះ លាយមកជាមួយនឹង ស្បែកពណ៌ខ្មៅ ដែលមានតម្លៃ $1,651 រំលេចមកជាមួយនឹង ថ្នាក់ D ពណ៌លឿង ដែលមានតម្លៃ $408 បន្ថែមមកជាមួយនឹង ដំបូល Alcantara ដែលជា option $1,135 បន្ថែមទៀត អញ្ចឹងបើសិនជាបូកលេងៗទៅ គ្រាន់តែ option ដែលយើងរៀបរាប់ត្រួសត្រាសនោះ គឺវាមានតម្លៃជាង $500,000 ឯណោះ ដែលអ្នកទិញពិតជាមិនខាតនោះទេ ប្រសិនបើរថយន្តពណ៌លឿងមួយនេះត្រូវបានដាក់លក់នៅលើ ទីផ្សារម្ដងទៀត សូមអរគុណម្ដងទៀតទៅដល់បងប្រុសឆៃលីមនិងបងឡាស៊ីដែលធ្វើឲ្យវីដេអូមួយនេះកើតឡើង អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងក្នុងការទិញលក់នឹងកម្មង់រថយន្តក៏ដូចជាម៉ូតូពីបរទេស អាចទំនាក់ទំនងបានជាមួយនឹង Facebook របស់បងប្រុសដែលមានដាក់នៅខាងលើ សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ